không đúng. Giống quá nè. Thank you.
Cái này họ lấy hết rồi, không người lấy. Không như nóng quá. Cái lọ này làm cái đấy là hạn mắc khén thôi mà. Tí lấy cái gạo nếp này đi lấy hai cái ống nứa về làm cơm lam này ăn. Cái sườn lợn này tí nữa nướng lên. Cái nó sôi đâu nhỉ?
mở cái này cho mẹ nè. Gần tí cơ. Làm đây. Ngon không?
ngon chưa? Đấy đã. Tí nữa ăn sau. Này, ngon. Quá ngon. Xin mời tất cả mọi người dùng bữa cùng gia đình mình nhé. Ngon không? Ăn kem bà vàng cháy ngon hơn.